đóng góp rất là nhiều với các hội đoàn. Một giọng hát mà phải nói là đã thành danh từ ở bên Việt Nam, thì có cái khả năng đàn tranh thi tốt nghiệp trường quốc gia âm nhạc bên Việt Nam đàn tranh. Và ngày hôm nay xin đến đây để mà gửi tặng cho quý vị một nhạc phẩm nữa cũng của nhạc sĩ Nam Lộc cho quý vị. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn, nữ ca sĩ Ngọc Thanh qua nhạc phẩm Xin Đời Một Nụ Cười. Ngọc Thanh xin kính chào quý anh chị, ông bà. Và sau đây Ngọc Thanh sẽ trình bày nhạc phẩm Xin Đời Một Nụ Cười của nhạc sĩ Nam Lộc.